Ông nào tựa vào thì vớ mất rồi. Ờ đây là quả quả đây quả gì đấy? Quả là quả gì? Đây là bắt lươn. Bắt lươn đấy. Quả này á? Ừ. Quả bao quả trên nương ấy. Còn cái này là cái bắt lươn đúng không? Ừ. Ừ. Cái này giờ không có rồi. Ừ, giờ hiếm phết đấy. Giờ không có rồi. Có. Khu nhà khu trên em giờ vẫn đi bắt lươn suốt đấy. À thế à? Nhiều. Tưởng là cái này là giờ con cháu nó không biết đang rồi. Có. Các cụ vẫn đang. Đây này bán cả đồ thổ cẩm đây này anh Sơn ơi. Đúng không? Hay là bày lên đây thôi? Bày thôi. Phải bày cho đẹp thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà có cũng vẫn nếu muốn mua thì vẫn có thể được. Ừ. Đây là gỗ chứ nhỉ, gỗ lũa nhỉ, cái dạng. Ở đây à đây là nấm này. Cái nấm nó mọc này, ác chưa? À nó đính vào hay sao chứ nhỉ anh nhỉ? Đính vào hay mọc? Mọc chứ nhỉ? Cầu nó bịt luôn rồi này. Cầu thang lên tầng đây nhỉ? Ừ, nó chỉ bịt để chợ, đỡ trống mà. Đỡ trống nó đỡ nguy hiểm cho trẻ con. Cái này cái gì? Nó còn một cái hòm ở giữa, nó không cá không ra được cái. À cá vào nhưng mà không ra được. Ừ, cái hòm. Hồ lô này. Đấy, cái hồ lô này. Quả bầu hồ lô. Cái bầu nậm. Bây giờ ít trồng nhỉ? Cái loại này thì có loại em làm cho kiểu đây. Rồi. Chụp cho kiểu nhá. 1 2 từ đây em lên ánh sáng nhá. 1 2 3 1 2. À rồi. Ok. À đâu đây là khen. Khen tưởng nó nhỏ nhìn không phải. Dạ bột vào trong con trâu kìa. Mỏ trâu. Gỗ này nó để đẹp nhỉ. Rất là hay nhá. Có lò cho vào được cái. Cái này là cái mõ nhỉ? À, mõ trâu đúng rồi. Đây này hôm trước cái cây xấu ấy, bảo vợ kia làm hai cái này này. Nhưng nó này già đây nhỉ? Không lấy mới lõi ấy. Mình chặt thì cái đằng cái em bằng cái đấy đấy, cái em bằng cái đấy đấy, bằng cái đấy đấy. Ừ, đấy anh mới bảo hôm đấy là nếu mà Tuấn chỉ chặt ra phải dài thôi, không cái lõi là được, lõi là được. Không cần lõi cho anh không non mấy. Đúng, nhưng mà cái đấy nhiều lõi phết đấy. Em tiếc mấy cây tùng kia không xẻo bây giờ mục hết rồi. Cái đấy hôm đấy anh bảo sợ đi thì đây là cái gì? Dân tộc. Dân tộc gì ạ? Quán dân tộc. Cái này là dân tộc quán ở ngoài kia. Đây, cơ sở 2. Quán cơ sở 2 của nó. Cơ sở 2. Ờ. Đang cơ sở 2. Hình như là nhiều đôi khi nó cấm thì sao anh Sơn? Nó thấy vẫn đông lắm. Tập này đông lắm. Đây là cơ sở 2. Cái gì cơ? Cái này là kiểu gai gì gai. Cái quả nó gai ấy. Cái rẻ. Rẻ gai. Không, cái này nếu cái này rẻ gai này hay nứt lắm. Đây nó rơi nhưng mà nhau. Rồi uống nước mà. Rồi uống nước. Này nó còn gai này. Nó bổ được đâu. Cái thau lộ kia thau lộ. Nó làm cùng loại hết nhỉ? Toàn là rẻ gai hết. Không ngâm thì mọt. Ngâm đúng rồi, nó phải ngâm chứ. Ngâm thì nó hai loại rẻ. Ừ. Một loại thì ừ rồi. Mọt á. Ờ. Cái nào chặt đúng mùa đấy. Ừ, chặt đúng mùa thì chặt lắc là. Đây này, nếu mà không mưa ra ngoài này thì đẹp lắm. Nhưng mà mỗi tội là nó mưa thôi. Hình như chứ ở ngoài đây là cái ao ấy nhỉ? Mưa cho nên là không mấy chỗ đẹp. Ra tí đi anh ơi, ra tí xem đi. Đấy. Này anh nhìn được rồi nhỉ? Hay là miếng vào
Đây là cái hồ ấy nhỉ? Cái ao. À quên cái suối. À suối à? À đây này, họ khóa cửa rồi này. Đấy cái suối này. Ừ. Suối. Ở đây rộng nhỉ? Đi sang bên này tí đi, xem nào. Tuấn ơi, đi vòng một vòng đi Tuấn ơi. Khá là rộng nhỉ? Ừ. Trong này rộng đấy. Cỏ Nhật đây này. Ừ, cỏ Nhật. Cỏ này trồng kinh tế hết đấy. Ừ. Đẹp và thành thảm bên này. Ừ. Nhưng mà tối không nhìn thấy thôi. Ban ngày thì rất là đẹp ấy. Nhìn thế này thôi. Đây này nó là cái non bộ hay cái gì đấy, cái hồ. Ừ. Cái hồ. À, để cá. Ừ. Ba thứ. Đây này. À, cái ảnh em xem rồi. Cái biểu tượng này này, cái hai cái khèn này. Khèn. Có một tay. Đây là cái nhà. Cái nhà xếp ấy. Ừ. Yeah. Hai nhà liền nhau. Đây là tổ chức cái sự kiện ở đây đây nhỉ. Ừ. À, đúng rồi, hai cái khèn này lớn đây. Khèn biểu tượng văn hóa các dân tộc ở đây. Hơi tối nên là không nhìn rõ. Khèn khủng chưa? Đây khá là rộng ấy. Hơn bằng trường nữa. Đây là kiểu nhà nữa cơ mà. Đi vòng cái này xem nào. Khá là rộng. Đấy, diện tích của họ rộng lắm. Phải 2H đấy nhỉ. Đấy hai cái nhà sàn cơ mà thấy nhỉ. Đấy, đây một cái nhà này này. Đây gỗ của họ vẫn còn để đây này này. Họ sử dụng người làm nữa mà. Đấy. Ừ, gỗ này để ghép đấy. Rất rẻ nhỉ. Ừ. Cái này người ở dưới xuôi lên là họ thích lắm đấy nhỉ. Anh ơi. Ồ, đây có bụi tre, bụi trúc đẹp như này. Bụi tre, bụi trúc rất to nhé. Đây là một cái nhà nữa. Tức là ví dụ khách đông nhỉ, nó dồn sang bên này. Ừ, đấy bàn ghế để sẵn đây này, tổ chức nhiều lắm. Đấy còn khu đây nữa cơ mà, này xích đu này, đây này một khu nữa đây này, đúng không? Ừ, tổ chức sự kiện lớn ở đây được đúng không? Đây diện tích nó rộng mà. Đây này cũng rồi còn nhiều gian lắm đây này. Đấy, nhà này như kiểu cho người ta thuê ấy nhỉ. Nhà nghỉ ấy, đằng đấy. Đây này ốp gỗ hết đây này. Thấy chưa? Cái đóng đinh. Ừ, nó đóng đinh vào tường như đấy. Nhỉ. Đây này số phòng như đấy. Đấy, phòng số 3 này, ừ nhà gọi là nhà nghỉ luôn đấy. Đây này, phòng số 4 đây này. Bên này rộng lắm. Diện tích rất rộng. Bên tầng đây. Tổ chức trên tầng hết. Cô ạ. Em vừa xem lướt lướt cái quay thế này em thôi. Em cũng thuê làm phóng sự. Làm lơ xe lâu quá. Cô ngồi chỗ này không? Vâng.
Vâng, chúc nhau thế coi.